Tao bị ghét nha các bác. Giá bên em đang giao hàng đẹp tuyển kỹ thì giá là 25 triệu 500 nghìn bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt vài trăm. Tại vì chuyển khoản đủ thì đỡ tốn tiền phí thu hộ các bác, nên em sẽ bớt vài trăm cho các bác. Còn cọc tiền thì vẫn giá đó, cọc thì cọc khoảng 2 triệu trở lên thì em ship hàng nha. Tại vì máy này rất là nặng các bác, con này chắc khoảng 30 kg. Đặc trưng của Kra họ thiết kế và theo một cái rất là chuyên nghiệp, sử dụng hai tăng phô riêng biệt để chạy cho hai bên để nâng hiệu suất âm thanh khi hoạt động ở cường độ lớn. Máy rất là đẹp nha bác, máy tuyển hết nha, tem cờ còn nguyên. Con này series 0090, em báo về lúc video đầu đấy, ba tem phía trên, đây là phía trên nóc này đấy, đẹp keng hết nha các bác. Tôi với 3600 về giá thì các bác chơi rất là căng ở một cặp full 40, hoặc là chơi những con sub full 50, hoặc là chơi những đối với những cặp boss, crowd đánh boss rất là hay nha các bác. Và đặc trưng của crowd thì tiếng cực kỳ sạch. Series là 0090 nha. Made in USA, tem nhôm nha các bác. Tem nhôm. Đường tín hiệu vào là có 6 ly ba lăng, khi các bác mua những con đẩy bên em đều được tặng kèm một bộ da ba lăng của Nhật trị giá là 250.000. Đây là trạm loa, em nó trang bị là hai cầu, bộ cầu trầu loa. Rồi thì xung quanh em nó đã quay hết rồi, máy đẹp keng từ A tới Z. Giờ sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Tất cả bao dinh tuyệt đối, máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Series là 0090, mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Vâng, và đây là nội thất bên trong của con Crown. Các bác thấy độ nét và độ sạch xỉu đó, máy chắc bãi về. Sẽ full sò vương mượn C8187 và C8188 nha. Hai tăng phô nuôi cho hai bên này các bác. Đây là bốn con tụ Philips vương miệng này. Đấy. Các bác thấy logo ở dưới này, chữ nó ở dưới, có con đời thì nó lật ngược lên nha. Chữ ở trên. Đấy, các bác thấy. Nét căng luôn nha. Đây. 8188 này các bác. Đối nhau, đối nghịch nhau. Nghĩa là mỗi vé là 6 con 8187 và 6 con 8188. Tổng là 24 con sổ sách vương miện. Đây là bo nhận tín hiệu vào, và phía dưới nó có một bo DAC các bác. Nói chung thì cơ bản các bác thấy rất là nét, độ chắc bãi về nha. Từ những con ốc này. Kính cọc, tất cả bao zin tuyệt đối nha. Hai cầu chì. Chạm loa. Máy cực kỳ chắc nha. Rồi video đến đây thôi, thì các bác cũng đã cảm nhận được vĩ điệp của con Crown 3600 VZ series 0090. Bác đã yêu thích liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này. Em chốt đơn và gửi hàng tặng nơi tất cả các bác, để các bác sở hữu một trong những cái sản phẩm rất là hot của Crown. Bác thì thích con 5000, nhiều bác là thích 502, nói chung là tùy số các bác thích thôi. Đường cấu hình y chang nhau nha. Máy rất đẹp các bác, đây là phía trên nóc nha. Hàng mặn nha các bác, đây là những con mặn Mỹ về nha. Hàng mạng về hết. Nó dây ngủ zin này các bác, thấy không? Dây ngủ của nó đó. Hàng mạng mới có được những cái dây ngủ đó thôi nha các bác. Hàng mạng thì họ sẽ gửi máy bay về từng con trong một cái đống thùng bên đó về nha các bác. Đây Crown 502 VZ 2 vi tinh chỉnh. Đây là một trong âm lực đại khủng của Crown. Đây là các chơi những con này thứ nhất là đẳng cấp rồi này. Thứ hai là các bác không cần phải nghĩ ngợi về sự nâng cấp đẩy gì hết, tại vì những con này là đỉnh. Với những cái bộ dàn mà audio âm thanh chuyên nghiệp ở bên Mỹ họ vẫn sử dụng những con này nha các bác. Các bác thấy những cái hộp mà để mà học trường này các bác, thường họ bên nước ngoài để hai ba con như thế này chồng lên. Họ đánh sub đánh raw full không quá. Và tiếng nó hay nha các bác. Tiếng dòng crowd tiếng rất là sạch nha. Sạch và độ chi tiết nó cao đó. Bên trong nó có sở một bộ mạch xử lý âm thanh và DA tăng hiệu suất. Đây có đời cao trạm loa bắp chuối mỏ chim luôn nha các bác. Đấy, mới keng nha. Rồi tí dụ vào là có 6 ly ba lăng. Con này series là 357512 này, nói chung là 7512 đi các bác. Tem nhôm 7512 nha. Con này series 7512 Crown 502 VZ. Đây là dây nguồn của nó.
phê cực kỳ nha các bác. Đây các bác thấy. Giá 33 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship rồi nha. Các bác nhà mà chơi boss 2 cặp boss 6 level 1 giúp những con crown hoặc là con 3.600 thì cũng đủ đánh, dư đánh rồi các bác. Còn các bác nào chơi đẳng cấp thì mình chơi những con 502 VZ này. Thứ nhất là nó khỏe, tiếng nó sẽ lực hơn, đầy đạn. Và thứ hai là mình trưng bày những con này trong phòng khách đẳng cấp của nó gấu đó. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem bên nắp bên trong. Thì phía trên nó sẽ có những tem logo như thế này. Máy đẹp kem luôn nha. Những con này chỉ có hàng bãi nha các bác, chứ không có hàng mới đâu nha. Rồi em mời các bác cùng xem cấu hình nội thất bên trong. Em nói chạy hai cấu hình nguồn xuyến nha, nguồn xuyến riêng biệt, hai quạt từ. Vâng, các bác cùng em xem nội thất bên trong và độ đẹp của sản phẩm nhé. Đây các bác, đây là phần mạch xử lý âm thanh, rất là nhiều IC cũng như là phần DAC. Còn hai mạch học tiếp không? Đây là hai nguồn xuyến nha, hai nguồn xuyến và hai quạt tăng nhiệt cho hai bên, một cái tăng phụ làm gì đó. Là phần nguồn này các bác, rờ le cho hai kênh, cầu chì sứ, cầu chì theo máy, sử dụng cầu chì rất là lớn. Đây là phần nguồn các bác, đấy. Đây là hai con sò nguồn này, đấy. Nguyên mộc mạc nha các bác, tất cả riêng từ A tới Z đó nha. Máy chắc bãi về chưa có tay người sử dụng Việt Nam. Máy đẹp keng luôn nha. Nó chạy sò vương miệng nha các bác, sò sắc vương miệng. Bác nào yêu thì alo cho em nha, con này series đã em báo rồi. Sau đây là 7512 nha. 7512 Crown 5002 PZ 7512. Giá bao gồm phí ship là 33 triệu nha. Chỉ khoảng đủ thì em cũng bớt 1% cũng như là vài trăm cho các bác. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 10%, 2-3 triệu trở lên là em ship hàng thẳng nơi nha. Giá bao gồm phí ship 33 triệu. Bên em có cả 3.600 VZ nha. 3.600 VZ thì 25 triệu 500.